lão cho rằng nàng chẳng có ai quen ở đây mà tìm chẳng qua đó là sự xấu hổ và ngượng ngùng của nàng đấy thôi nàng thấy chàng xuất hiện phía sau cánh gà và chàng cũng bắt gặp ánh mắt của nàng chưa bao giờ tâm trạng chàng lại diễn biến phức tạp và rối rắm như lúc này nhưng thôi phải xếp lại tất cả đã nghĩ vậy chàng bước vào trong kéo mỹ hạnh ra phía sau một tấm pano chấp nhoáng lên đôi môi của cô Cầm bàn tay búp măng mềm mại của Mỹ Hạnh Áp lên mũi mình Đã đến lúc em phải thắng Chiến thắng của em là niềm tự hào của anh Anh yêu em Em phải bình tĩnh thể hiện cái giá trị mà mình đã có Sắc đẹp phải được biểu hiện Bằng nét duyên dáng và dịu dàng Duyên dáng và dịu dàng Cùng sự kín đáo Là nghệ thuật làm cho người phụ nữ Trở nên đẹp hơn Đáng yêu và hấp dẫn Mỹ Hạnh gật đầu để tiếp nhận lời khuyên của anh Mỹ Hạnh từ dã anh Sau một cái hôn dài Cùng với vòng tay mềm mại Quàng qua cổ anh Mỹ Hạnh thấy Kim Chi Với nét mặt sạng rỡ Ta sẽ chiến thắng hoàn toàn Niềm tin ấy tràn ra Trên ánh mắt Kim Chi Cùng với cử chỉ có đôi chút kiêu hãnh từ hội trường và cả hàng ghế danh dự luôn ồn ào tiếng bàn tán so sánh các hoa khôi đang thấp thoáng đằng xa. Sau chàng vỗ tay và lời tuyên bố của ông giám khảo, biết mình không có tham vọng tranh giành gì ở đây, nhưng sao Mỹ Hạnh vẫn thấy hồi hộp lo âu. Cô rời ghế đợi và bước ra sân khấu vòng một. Ánh điện rực sáng khi các đèn chiếu quay phim nhiếp ảnh làm việc. Mỹ Hạnh nhìn xuống khán giả và ban giám khảo lẫn hàng trăm ống kính đang chĩa vào cô ban giám khảo toàn là những ông bà lớn họ đang chăm chăm nhìn vào cô cô trấn tĩnh mỉm cười chào khán giả cô bắt gặp cái nhìn sành sỏi thật đáng sợ từ đám khán giả quý phái nhớ lời anh dặn cô bước đi chậm rãi và mềm mại tự nhiên trong bộ áo dài trắng trên ngực cô cài một bông hồng trắng đung đưa mái tóc xanh mướt đổ sóng xuống vai đôi dép trắng cao gót mua từ hồng công về làm cho cô cao thêm lên ra tới cửa cô dừng lại nâng hai tà áo nhún người cúi chào khán giả tặng khán giả một nụ cười hồn nhiên và phúc hậu cô nhìn thấy đức quý ngồi trong đám khán giả ông lớn bà lớn cùng với bà chủ nhà trọ của anh cô bất ngờ đến choáng váng sợ bà ta nhận ra mình nhưng cô đã không tránh khỏi đôi mắt hằn học nảy lửa của bà ta. Trong đôi mắt đó như có một sự thách thức tuyên chiến với cô. Dẫu chỉ ý nghĩ thoáng qua, cô cũng không bao giờ nghĩ đến bà ta là tình địch của mình. Cô quay con số lẻ 35 rủi ro ra phía khán giả và quay lên bậc thềm cao hơn để bắt đầu bước dọc theo con suối nhân tạo. Cô thấy bà chủ Thảo Vân nhìn sang Đức Quý, nét mặt lão lộ rõ sự phấn chấn theo dõi từng bước đi của cô nếu tôi không nhầm thì đó là nàng dâu của ông phải không vâng vâng đúng thế chắc ông lấy làm tự hào lắm dĩ nhiên nó là niềm tự hào của con trai tôi nàng bĩu môi theo thói quen để khinh thị niềm tự hào sởm và hão của đức quý vào tới nơi mỹ hạnh buông mình xuống chiếc ghế xích đu nằm ngửa mặt lên trời đưa hai bàn tay bóp hai thái dương nữ phục vụ trang điểm bê đến cho cô một cốc nước sôi để nguội đỡ cô dậy chị phải gắng lên mới được khán giả ngưỡng mộ chị dữ lắm chị không nghe những chàng vỗ tay kéo dài sao cô ta đưa cốc nước ép mỹ hạnh uống em tin chị sẽ trúng số độc đắc mỹ hạnh thở dài ôi tôi chịu thôi chẳng lẽ chị bỏ cuộc sao tôi gắng hết sức rồi tôi không cần đến cái gì ở đây cả. Tôi làm sao có thể ra vòng hai và tuột hết áo quần này để cho mọi người ngắm nhìn cơ thể mình. Tôi sợ những cặp mắt của họ. Nữ trang điểm động viên cô, tất cả mọi người đều làm thế mà, thà mình bỏ cuộc từ đâu. Nghe cô ta nói cứng lý, Mỹ Hạnh đành đứng lên đón cốc nước trên tay người nữ trang điểm. Uống xong cốc nước, cô nhanh chóng chút bỏ bộ áo quần ngoài để lộ nguyên cái hình hài căng no đầy đặn nõn nà chiếc quần lót màu đỏ càng làm cho làn da cô trắng hồng cô trở nên lộng lẫy đến nỗi làm cho các đối thủ lẫn kim chi đều ngơ ngác cô trấn tĩnh và bước ra sân khấu từ phía dưới dậy lên tiếng xì xào trầm trồ chỉ trỏ bàn tán ngợi khen Mỹ Hạnh nhận ra những đôi mắt sành sỏi đang chăm chú và những đường cong trên cơ thể mình. Đôi dép trắng làm đới dài đôi chân rắn chắc, thon dài của cô. Sợi dây chuyền quàng qua mấy vòng ngấn chảy sâu trước ngực khi cô cúi chào. Cả hội trường dậy lên tiếng vỗ tay kéo dài và nhìn theo dáng đi mềm mại, uyển chuyển của cô. Từ đám ký giả có tiếng xì xào, quả là một thân hình kiều diễm một sắc đẹp tuyệt vời bằng nụ cười hồn nhiên phúc hậu và đôi mắt sáng mỹ hạnh chinh phục sự đam mê của khán giả cả lần này nữa cô bắt gặp ánh mắt khó chịu của bà chủ nhà minh trọ đang ngồi bên cạnh đức quý cô nghĩ thầm thì ra bà ta là nhân tình của lão bắt gặp cặp mắt si mê đến khả ố của lão cô vội tránh đi chàng vỗ tay tiếp tục kéo dài như những đợt sóng dồn lên bãi cát. Cô quay lại chào khán giả và tặng lại khán giả nụ cười tươi trẻ, đầy biết ơn. Cô lại quay gót và đưa lên cái bảng của con số 35, phơi ra cái gáy trắng nõn nà. Cô ngồi lên và gấp hai đùi lại trên một tảng đá của dòng suối đang chảy. Đó là tảng đá dành cho hoa khôi, phơi mình và nghị chân. Ở đây, ban giám khảo mới có thể thấy hết vẻ đẹp hoàn hảo hình thể của các thí sinh. Cô đứng lên sớm hơn thời gian quy định của ban giám khảo. Bằng những chàng vỗ tay, khán giả lại biểu lộ sự ngưỡng mộ và cũng để tiếp tục tiễn cô vào hậu trường. Cô vội vã, gieo mình xuống ghế nệm lớn, toàn thân toát mồ hôi. Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy rất cần có anh. Cô đưa mắt tìm kiếm anh kia anh đang đưa tay vẫy chào với tất cả nỗi sung sướng. Cô gật đầu và mỉm cười đáp lại. Ban giám khảo làm việc tiếp ở phòng riêng, sau đó hoa hậu và các á hậu chúng giải lần lượt bước ra sân khấu trong tràng vỗ tay. Ông chủ khảo chỉnh tề trong bộ com lê màu mỡ gà và một cô gái ôm bó hoa lay ơn trắng tiến về phía mỹ hạnh trao giải đặc biệt cho cô. Hội trưởng vang lên tiếng vỗ tay và bàn tán các hoa hậu sẽ trúng giải độc đắc cho đến khi cô được mời lên phía trước. Sau phút bất thần như sững sờ điều gì, cô lại nở nụ cười, đưa bàn tay nuột nà, khua qua, khua lại, chào khán giả. Ông chủ khảo quàng tấm áo tròn đỏ lên vai cô và đưa cô đến ngồi vào ghế hoa hậu, được gọi là ngay vàng sắc đẹp cô mỉm cười và cả hội trường đứng lên vỗ tay và vẫy chào nữ hoàng sắc đẹp. Đứng cạnh bên nàng là hai á hậu. Kim Chi chúng giải á hậu một đứng cạnh cô. Ngồi bên dưới, Đức Quý nhìn không chớp mắt. Chưa bao giờ lão lại kiêu hãnh như thế. Lão thầm tự hào nhớ lại buổi sáng lẻn vào phòng cô, lão đã tận hưởng tấm thân ngọc ngà kia lão chỉ trỏ lên sân khấu và nói với Thảo Vân, bà thấy không, nếu tôi có được một người như bà nữa, thì cả gia đình tôi sẽ trở thành gia đình hoa hậu. Thảo Vân im lặng và quay đi bằng cái biểu môi. Ôm tặng phẩm vào hội trường, Mỹ Hạnh đưa mắt tìm Minh, nhưng không thấy anh đâu. Người ta vẫn theo cô để quay phim chụp ảnh, xin chữ ký. Cô cố rẽ đám đông để tìm anh, nhưng không thấy ban giám khảo dục cô vào phòng khánh tiết để chính phủ khoản đãi bước ra bậc thềm để đi sang đó cô thoáng thấy bóng anh đang ngồi với một thanh niên hình như đó là trung bạn anh đúng anh trung rồi anh ấy cũng có ở đây ư cô đang tần ngần định quay ra chỗ anh nhưng kim chi đã kéo tay cô và những người yêu thích sắc đẹp hâm mộ hoa khôi đã chìa sổ tới tấp xin chữ ký đúng như cô đã nhìn thấy trung vừa tìm vào anh tới nơi lúc hội thi vừa kết thúc anh kéo minh ra một gốc cây hỏi sao đã gặp bà già chưa chưa tìm mãi chưa được thì lại lấn cấn vào hội thi với mỹ hạnh ngày mai sẽ đi tiếp ừ thế cũng được trung kéo sát bạn về phía mình nói nhỏ vào tai minh ạ à, cẩn thận đấy tớ vừa gặp ông quyện ngoài quê vào tớ tớ hỏi ông ông vào để làm gì ông nói vào để thăm con rể ở mỹ vừa về như vậy là thằng phan đã về như vậy phan có thể có mặt trong hội thi này đấy trung im lặng và minh cũng im lặng xít hơi thuốc lá trung lại nói tiếp và vẫn cái giọng nói lắp như ngày nào còn còn một việc này nữa trung ghé sát vào tay bạn cậu còn nhớ thằng chế chùm du đãng không có, chúng mình đã mời hắn vào tiệm ăn, hôm đảo chính diệm. Hắn không sống lừa thầy phản bạn, nhưng hắn đang ở trong tù cơ mà. Ừ, hắn vừa ra tù, tụi đồng đẳng đến báo tin cho hắn biết là bọn chúng có kế hoạch tổ chức bắt cóc các hoa hậu để bán cho những tên chủ nhà băng và bọn sĩ quan cố vấn Mỹ. Chúng đã nhận trước một khoản tiền khá lớn và được cung cấp xe cộ. Cậu phải có kế hoạch để bảo vệ Mỹ Hạnh mỹ hạnh vừa trúng giải hoa hậu quốc gia minh báo tin cho bạn và hỏi lại thằng chế có tham gia không mới ra tù hắn không tham gia nhưng hắn chỉ báo cho mình biết vậy minh ôm chặt bạn vào lòng hỏi vì lẽ đó mà cậu băng bộ vào đây dĩ nhiên nhưng nóng lòng hơn là tớ cũng muốn gặp và thăm bà già của cậu minh xúc động ôm hôn bạn liền mấy cái nhưng trung bứt tay anh ra hỏi Thời gian bây giờ rất gấp Cậu có súng đấy không? Có Đủ đạn không? Đủ Được rồi Chúng ta phải theo dõi kỹ từng bước khi Mỹ Hạnh ra khỏi hội thi Tớ sẽ dùng những miếng ngon lành của tớ để hỗ trợ cậu Mình kéo bạn vào một quầy giải khát Và gọi cà phê bánh ngọt Ngồi với bạn Nhưng mắt anh luôn luôn quan sát về phía phòng Khánh Tiết Chờ cô bước ra Trung uống chưa hết cốc cà phê Thì khách từ phòng khoản đãi kéo ra minh vội vã trả tiền và cùng chung đi về phía đó anh thấy thảo vân vừa đi dạo qua cùng với đức quý thấy nét mặt nàng buồn thiu minh ẩn vào gốc cây khuất ánh điện để tránh anh đâu có biết rằng nàng cũng đang theo dõi anh từ nãy đến giờ lòng nàng đang đau quằn quại say dứt và hối hận về trò chơi rồ dại của mình rõ ràng như chàng nói chàng đang chụp ảnh để kiếm tiền vì vậy tan hội thi chàng đã biến mất. Bây giờ tìm đâu ra chàng. Cơn ghen đã làm cho đầu óc ta u tối. Tự trách mình và nàng đang khéo léo tìm cách tách đức quý để đi tìm chàng. Nhưng lão vẫn bám chặt, nàng chưa có cách nào để rứt ra được. Nàng đang dạo chơi với lão. Nấp bên cốc cây khuất ánh điện, Minh thấy Mỹ Hạnh tươi cười, ôm bó hoa, bước đi trước các ống kính đồng thời anh bỗng thấy phan chồng cô con trai đức quý xuất hiện ngay ở bậc thềm cùng với mấy sĩ quan quân cảnh để đón mỹ hạnh nét mặt cô vẫn tươi vui đưa tay vẫy chào đáp lại phan bước lên mấy bậc tam cấp cùng mấy sĩ quan phan quàng tay cô và tươi cười bước đi trước ánh sáng lóe lên của các nhà nhiếp ảnh sợ trung chưa thấy minh đưa tay chỉ nhưng trung đáp lại như gắt tớ thấy rồi minh nói chồng với bạn về đi trung hỏi lại ủa sao thế cậu bỏ mặc mỹ hạnh ư thì ra trung chưa biết mặt phan bây giờ minh mới nhớ ra và nói với bạn cậu không thấy thằng phan và tụi sĩ quan quân cảnh đón đi rồi sao cậu không thấy mỹ hạnh tươi cười vui sướng đưa tay vẫy chào khi được gặp lại chồng sao máu trong người như sôi lên anh cố chấn tĩnh mà không sao chấn tĩnh được hiểu nỗi lòng của bạn trung im lặng rồi hỏi tại sao thế nhỉ quả thật hành động của mỹ hạnh làm cho minh đau đớn và không hiểu nổi mỹ hạnh đã phản bội anh ư mỹ hạnh phản bội anh có thể đó là điều chắc chắn nhưng anh tin rằng mỹ hạnh không thể phản bội cách mạng đau đớn làm cho minh bài hoài khắp người đầu óc như quẩn lên thật khó hiểu được cõi lòng người đàn bà minh nhớ lại chuyến xe vào sài gòn trên bãi biển và trong bữa ăn cô và kim chi thường nhắc đến phan thì ra họ vẫn có gia đình và họ vẫn sống chung thủy với người tình anh không thể tin được cô đã quay lưng với mình một cách tàn nhẫn như vậy nhưng rõ ràng khi phan vẫy tay cô đã tươi cười vẫy tay chào đáp lại rồi phan khoác tay cô cùng tốp sĩ quan đi lên xe tình yêu với mình là dư âm của quá khứ và cái để cô lấp chỗ trống trăng bây giờ cô đi đâu buồn bã và chán trường xâm chiếm lòng minh anh bước theo trung rồi cùng trung ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây trung nhìn minh ái ngại và dặn anh ngồi đây đợi anh ta ra cổng một lát rõ là minh đang đau đớn đau đớn hơn cả cái đêm được tin mỹ hạnh đi lấy chồng tim anh đang khe khẽ bật lên một tiếng rên khắc khoải. Tại sao ta phải đau đớn? Tại sao ta cứ kéo dài sự khắc khoải khi cô ta đã nhiều lần phản bội ta? Máu trong tim anh tiếp tục sôi lên. Anh chợt nghĩ đến Thảo Vân. Bà chủ nhà xinh đẹp đã rất mực mê đắm mình. Nhiều lần anh đã xúc động mãnh liệt. Nhưng vì mỹ hạnh, anh đã kiên quyết bước qua trước ngọn lửa tình yêu đang bùng lên dữ dội trong tim nàng bây giờ thì muộn rồi thảo vân đã đi với con cáo già đức quý bỗng dưng trong minh dâng lên một tình cảm khó tả với thảo vân anh nhớ lại căn nhà nhớ lại phong thư và tiền nhớ hình ảnh bà bông nhớ cái đêm lầm lỡ với nàng bây giờ thì nàng đã rơi vào tay đức quý con dê già ấy không đời nào chịu buông tha nàng minh đang trong tâm trạng say dứt thì trung quay trở lại hai lần mỹ hạnh phản bội và cả hai lần anh đều có trung ở bên mình anh vô cùng biết ơn trung quả ai sống không có bạn thì kẻ ấy nghèo nàn nhất giọng trung buồn bã thôi ta về thôi mỹ mỹ hạnh đã lên xe với phan rồi có cả xe quân cảnh hộ tống nữa Bây giờ ta đi kiếm chỗ trọ Để sáng mai đi tìm bà già Minh đứng lên Lững thững bước theo bạn Như một kẻ mất hồn Hội thi vẫn trong cảnh ồn ào Náo nhiệt Tiếng nhạc vũ hội rồn rập Khu hội thi tràn ngập trong ánh điện sạc rỡ Như đêm hội hoa đăng Những đoàn người Những đoàn xe đến xước Các hoa khôi Trong biển người mênh mông này Không hiểu sao Minh có một hy vọng tìm thấy bà chủ Thảo Vân. Thảo Vân đi với con quỷ giả dâm dục đức quý thì đó không phải là lỗi tại nàng mà tại ta bởi ta đã từ chối tất cả. Minh và Trung lặng lẽ bước qua sau lưng tốp cảnh sát thấy họ đưa tay chỉ trỏ và nói với nhau Lão đức quý kia rồi người phụ nữ đi bên cạnh đúng con dâu của lão vừa chúng giải hoa hậu con bé đẹp thế kia nên không trách chúng giải đặc biệt. Minh gỉ tay chung, kéo bạn bước chậm lại để xem có phải thực là Mỹ Hạnh hay Thảo Vân hoặc Kim Chi con gái lão. Anh và Trung nghe họ tiếp tục kháo. Ú uh, mẹ tụi bay, phải coi chừng. Lão ta bao giờ cũng có bọn mật vụ mặc thường phục đi theo. Phải thanh toán lão và mấy tên mật vụ cho thật nhanh. Để xe đút đầu vào là kịp kéo con nhỏ lên xe. Minh nháy Trung, đúng lũ côn đồ rồi. Có lẽ Trung đã nhìn nhầm chắc mỹ hạnh không lên xe với phan như vậy không phải cô đã tàn nhẫn quay lưng với anh để đi với phan minh thở ra nhẹ nhõm phải bảo vệ mỹ hạnh ngay thừa cơ diệt luôn con cáo già đức quý để trả mối thù chung và mối thù riêng anh để ý mà chưa thấy đức quý đâu thầm khen bọn chúng nhìn giỏi anh đưa tay sờ xem khẩu súng ngắn đang dắt ở thắt lưng tất cả đều vẫn còn anh tin ở khẩu súng của mình và những miếng võ điêu luyện của trung trung biết ra những ngón đòn mạnh gọn và bất ngờ những đường chém hiểm như vậy minh tính mình chỉ có hai người mà phải đương đầu với lũ mật vụ và cả tốp côn đồ su đãng đức quý cũng là tay súng không vừa mình đưa mắt nhìn theo hướng những cặp mắt của tốp cảnh sát trá hình kia rồi anh chỉ cho trung đức quý đã ra gần tới cổng nhưng đi bên lão không phải mỹ hạnh mà là bà chủ thảo vân dưới ánh điện sáng choang minh thấy thảo vân đẹp lạ lùng sáng đi kiều diễm minh nghĩ thầm không trách bọn côn đồ nhầm với mỹ hạnh là phải sao nàng lại đi được với một con người như đức quý ra tới cổng hình như thảo vân từ chối lời đề nghị của đức quý mời nàng lên xe với lão đức quý nói với nàng xe bà sẽ có thằng nhân viên cảnh sát của tôi lái theo. Nhung nhằng mãi vì nàng không chịu lên xe của Đức Quý. Cuối cùng, lão quyết định sẽ cùng lên xe nàng. Minh nhận ra xe của Thảo Vân đang đỗ gần đó. Ba con đồ trá hình cảnh sát đang tiến về phía Đức Quý và nàng. Minh nói như ra mệnh lệnh với Trung. Giúp mình một tay, bằng mọi giá chúng ta phải cứu cho được bà chủ nhà của mình ba tên côn đồ trá hình ra đòn ngay với mấy nhân viên mật vụ của Đức Quý. Thấy hai nhân viên của mình nằm sóng xoài, Đức Quý hoảng sợ bỏ chạy về phía xe của mình. Quả đấm của tên côn đồ làm cho lão loạn choạng, máu trào ra từ hai lỗ mũi. Hai nhân viên mật vụ từ chiếc xe hộ tống của Đức Quý đã lao xuống và tiến công tới tấp vào ba tên du đãng. Một nhân viên rút súng ra, bắn chết luôn một tên du đãng và đạn của anh ta chúng luôn chiến hữu của mình một chiếc xe jeep màu trắng sữa lao đến hai tên du đãng trên xe nhảy xuống phía thảo vân nàng run rẩy ngồi co rúm chúng đang định xốc nách kéo nàng lên xe thì tên mật vụ tiếp tục bắn gục cả hai tên đã đến lúc phải cứu nàng anh tiến đến cạnh tên mật vụ rút súng bắn chết hắn và tiến về phía xe đức quý nhưng lão và lái xe đã trốn mất hút. Quay lại, Minh thấy Trung đang đánh nhau với lái xe từ trên xe Jeep vừa lao xuống. Trung ra đòn, anh đưa chân quét một nhát rất gọn. Tên lái xe du đãng đổ sập xuống. Anh bồi luôn một nhát chém vào gáy hắn, rồi quay lại và thấy Minh đang bế sốc Thảo Vân chạy về phía xe nàng. Trung đến mở cửa xe, nhưng cửa xe đã khóa. Minh gọi, bà Thảo Vân đưa chìa khóa nhanh khiếp sợ đang làm nàng xịu đi. Anh lấy túi sách, ném cho bạn và nói chìa khóa trong đó. Trung mở được cửa ngay, đó là nghề nghiệp của anh. Anh lập tức phụ đỡ nàng lên ghế sau, nhưng thấy Minh bế nàng rất gọn và đã đặt nàng lên ghế. Trung ngồi vào tay lái và mở máy. Chiếc xe rung lên rồi lao đi trong tiếng la thét, sợ hãi, né tránh của những người chưa kịp tránh xa cuộc đụng độ bất ngờ xảy ra ở cổng hội thi còi báo động nổi lên anh rục bạn cậu cho xe chạy nhanh lên mới thoát được tay cầm khẩu súng tay đỡ nàng minh ngoái nhìn lại xe tấp nập trên đường phố nhưng hình như không có xe nào đuổi theo biết mình đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm bây giờ anh mới quay nhìn nàng áo nàng rách toạc một mảng từ trên cổ xuống để lộ một khoảng ngực anh khe khẽ kéo tấm áo lên mọi việc xảy ra nhanh lẹ như một cơn ác mộng nàng chưa qua cơn bàng hoàng sợ hãi nhưng chất men đặc biệt của tình yêu đã nhanh chóng đánh thức nàng tỉnh dậy nàng đã hiểu tất cả chàng và bạn chàng đã cứu ta ra khỏi tay bọn bắt cóc và bọn mật vụ đức quý tình yêu mãnh liệt và hạnh phúc ngây ngất tràn ngập tâm hồn và dồn lên trên đôi mắt nàng nàng không còn biết gì chung quanh ngoài chàng ra chàng im lặng đáp lại cái vòng tay mềm mại của nàng quàng qua cổ ghi chặt đầu chàng vào ngực mình khuôn mặt ánh lên dạng người đôi môi nóng rực của nàng mấp máy chờ đợi không nén được nữa chàng thốt lên anh yêu em thảo vân sau những phút đê mê đến ngây ngất nàng ngồi thẳng lên lấy lại vẻ kiêu kỳ nàng hỏi chàng mà mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước anh là một người mềm yếu, không đủ nghị lực để cho bọn chúng bắt cóc tôi mà lại xông vào cứu. Tôi không còn là của anh nữa đâu. Nàng chốt một hơi thở sâu. Ôi, tôi đã thoát chết, tôi đã mềm yếu trong vòng tay anh để trả cái giá mà anh đã cứu tôi. Bây giờ, anh bảo bạn anh cho xe chạy chậm lại và đi vào cổng ngôi nhà mang biển số 36. Hình như chúng đã nghe rõ tất cả không đợi bạn nói, Trung dừng xe và cho mũi xe quay vào cổng sắt lớn có biển số 36. Đó là một biệt thự lớn. Thấy đèn và tiếng động cơ ô tô, con chó béc dê trong nhà sổ ra, sủa toáng lên và sau đó là một người đàn ông thấp lớn tuổi đang trông nom nhà cửa của nàng, kéo hai cánh cổng. Chiếc xe chui qua cổng và đỗ một bên sân. Khóa cổng xong, người đàn ông trông nom nhà cửa cùng vợ ông ta đều chạy đến ô tô thấy nàng đóng cửa ô tô xong ông ta nói như để báo một tin quan trọng thưa bà sở cảnh sát có gọi điện đến hỏi bà đã về đến nhà chưa tôi trả lời là chưa họ không nói rõ nhưng tôi đoán đã có việc gì xảy ra với bà ông thi hai ông này vừa cứu tôi thoát chết thảo vân đứng giữa sân chỉ vào minh và trung đang đứng cạnh xe nói với vợ chồng người trông nom nhà nàng chống nạnh hai tay rất oai vệ nói bây giờ ông bà mở cửa phòng khách sau đó chuẩn bị cho hai ông tắm rửa ăn uống và chuẩn bị phòng cho hai ông nghỉ lại minh vừa loay hoay khóa cửa xe vừa đưa mắt quan sát một lúc trước đây tấm thân nàng mềm mại yếu ớt kiều diễm như một thiếu nữ xinh đẹp nằm gọn trong vòng tay anh lúc ấy trông nàng mảnh mai đằm thắm dịu dàng là vậy mà bây giờ trong nàng đầy uy thế đường bệ của một bà chủ lớn giàu sang quyền lực của đồng tiền rèn luyện phong cách và thói quen con người nghĩ vậy chàng càng khâm phục nàng một người đàn bà khôn ngoan từng trải đầy bản lĩnh một lúc trước đây anh là cứu tinh của nàng nhưng giờ đây đứng trước nàng sao anh thấy mình bé nhỏ thơ dại hẳn đi anh lại tự hỏi nàng yêu ta vì lẽ gì Trung kéo anh đứng sát vào phía mình hỏi nhỏ Đây là đâu? Đây là biệt thự của bà ta Có lẽ ông Vĩnh Trực đã mua từ xưa Mẹ kiếp, sao họ giàu và lắm tiền thế nhỉ? Nếu ông Vĩnh Trực còn sống Thì thế nào cũng trả lời được câu hỏi ấy của cậu Còn cả hai chúng ta không ai trả lời được câu hỏi đó Nếu trả lời được thì chúng ta đã khác rồi hai người nhìn nhau mỉm cười nếu ông vĩnh trực còn sống thì sẽ được thấy cậu là chàng rể tốt nhất minh phẩy tay mỉm cười mỉa mai và cùng lúc nàng đi tới giọng nàng vui vẻ mời hai anh vào nhà anh đưa tay chỉ vào trung giới thiệu với thảo vân đây là trung bạn thân của tôi trung cười liếc nhanh đôi mắt trên khuôn mặt thảo vân và bắt gặp ánh mắt tỏ rõ sự khâm phục và kính trọng của nàng quả nàng có một vẻ đẹp và sự hấp dẫn đặc biệt trung nghĩ đến số đảo hoa của bạn nhưng không tiện nói ra thấy nàng mỉm cười chăm chú nhìn vào mình trung nói chào chị thỉnh thoảng tôi có đến chỗ minh và từng biết từng thấy chị nhưng chưa có dịp để làm quen hôm nay chúng tôi gặp vận may nàng cười và hỏi xã giao thế sao quả là tôi có lỗi anh tha thứ chị thảo với nạ dạ biết nhau muộn mà tốt hơn biết nhau sớm mà không đem lại điều hữu ích gì vâng đúng thế anh để giữ không khí tự nhiên như người trong gia đình nàng nói bây giờ hai anh vào uống nước tắm rửa nghỉ ngơi để chuẩn bị ăn cơm tôi đi gọi điện báo cho tướng nguyễn ngọc loan tránh sự ngượng ngập của hai người nàng nói ôi tôi khiếp quá tôi tưởng tôi chết mất nếu không có hai anh thì đêm nay tôi ở đâu và sẽ ra sao chúng nó sẽ làm gì tôi Nếu không có hai anh Nàng đang nói Thì người trông coi nhà bước ra nói Dạ thưa Mời hai ông vào tắm rửa Tôi đã chuẩn bị xong xuôi Và có áo quần để hai ông thay Minh quay lại lịch sự đáp Xin cảm ơn bà Chúng tôi xin theo bà Bà giúp hộ chúng tôi Nàng đứng nhìn theo bóng chàng Mỉm cười một mình Và đưa mắt nhìn ánh trăng đang lên